Rồi, giới thiệu với mọi người. Đấy là một cái farm thực tế của mình. Tại cái farm này thì mình đang canh tác một cái khu vực trồng chuyên về trồng cái ăn quả của mũi là bưởi da xanh. Cái giống bưởi này thì mình di chuyển cái giống của nó từ ấp Thanh Tân, huyện Mỏ Cày của Bến Tre. Đấy, đấy là những cái giống trái cây mà mình đã trồng canh tác được 8 năm thì cái vùng đất đỏ Phú Quý này. Thì giới thiệu với mọi người là đối với cái dòng bưởi này thì đặc tính của nó là da xanh và ruột hồng, mà nó được canh tác trong điều kiện hoàn toàn thiên nhiên. À, đây mọi người có thể được xem xét cái hệ thống thảm thực vật của nó. Đây mọi người có thể nhìn tất cả trái cây sẽ được báo trái và được canh tác như vậy. Đấy, thì mọi người khi khi tham quan trải nghiệm cũng có thể để tìm hiểu cái dòng sản phẩm của cái xứ miệt vườn sông nước của miền Tây Nam Bộ được canh tác trong cái vùng nông nghiệp thâm canh, áp dụng kỹ thuật thâm canh cao của vùng Phú Quý này. Đây giới thiệu mọi người, vườn bưởi này nó bây giờ nó tốt lắm, như một rừng bưởi luôn chứ không phải là một vườn bưởi gọi là thông thường nữa. Để mình phải đi trong vườn bưởi là mình phải chú ý như thế này. Là đấy, mày thấy thế nào? Bưởi bây giờ là bắt đầu chín vào thời điểm chín của bưởi da xanh, cho nên là cũng có thể là có thể được vào cái chu kỳ kinh doanh của nó. Bây giờ một cái cây bưởi mà năm thứ 7 thứ 8 nó tán của nó đường kính là tới lên đến 5 mét 7 mét rồi. Cây nó rất là bự, đài bự mọi người nhá. Quả của nó đây, mọi người xem. Đây như thế này là bắt đầu chín rồi mọi người này. Đây, thấy không? Đó, như thế này là quả đã chín và có thể ăn được rồi. Và mình sẽ trong vài ngày tới mình sẽ cho phạt giòn cỏ khu vực này cho thật sạch để cho khách hàng có thể trực tiếp tham quan cũng như là thưởng thức cái trái cây đặc sản của miền Tây sông nước được canh tác thành công như thế nào trên mảnh đất Phú Quý. Xin chào, mình sẽ test thử cho mọi người xem cái sản phẩm mà mình được canh tác bằng biện pháp hoàn toàn thiên nhiên trên cái khu vực Phú Quý này về cái giống bưởi da xanh. Hiện tại bọn mình đã nhân giống cái dòng bưởi này để có thể phát triển trên quy mô diện rộng. Mình test thử cho mọi người nha. Thì tuy nhiên đúng bưởi mà canh tác theo phương pháp hoàn toàn thiên nhiên thì có cái độ cấn của múi nó không đạt được giống như các bưởi loại 1 như trong miền Nam đâu, nhưng mà chất bưởi trên cái mảnh đất xứ Nghệ thì cũng rất là ok nhá. Bây giờ mình sẽ bóc thử cho mọi người nè. Để thử nó giá xanh và ruột rất chắc chắn là phải hồng rồi. Đây. Và do trong quá trình nó thì có thụ phần chéo cho nên là cái quả bưởi này thì nó sẽ có hạt. Tất nhiên cũng có những quả nó không có. Nhưng sẽ để bưởi xuống đây để test thử cho mọi người xem. Đây nó vẫn có hạt cho mọi người nha. Tuy nhiên số lượng hạt của nó cũng ít thôi. Đó. Còn đấy là quả bưởi sau khi mình bóc ra. Mọi người thấy ruột hồng hoàn toàn. Và mình sẽ chịu khó ăn thử trước. Đây. Mặc dù thời tiết hôm vừa rồi mưa liên tục, đặc biệt của bưởi da xanh đó là cái tôm của nó rất là mỏng nước, nhưng mà ráo tép, tép rất là ráo. Và khi bóc nó rất là dễ dàng mọi người nhá. Và khi ăn thì gần như tan hoàn toàn trong miệng, không để lại bã. Nó có vị ngọt thanh. Một trong những cái vị ngọt của những cái trái cây mà được chăm sóc cơ bản bằng phương pháp thân thiện với môi trường, sạch, không sử dụng các chất bảo quản mà nói không với bảo vệ thực vật. Mọi người cũng có thể tham quan trải nghiệm cái dòng này. Nha. Chúc mọi người một buổi chiều thật vui vẻ. Mình sẽ làm liên tục khoảng tầm mấy chục, năm chục cái video để giới thiệu về đặc tính của bưởi da xanh
và bưởi Hồng Quang Tiến trên cái mảnh đất Phú Quý này cho mọi người thấy rõ hơn và cách chăm sóc một vườn bưởi da xanh như thế nào để không bị suy thoái giống. Vì mọi người cứ hay nói đưa bưởi da xanh về miền Bắc và Nghệ An thì khoảng chỉ canh tác 1-2-3 năm thu hoạch là nó sẽ tan. Còn đây mọi người sẽ thấy vườn cây đây, năm thứ 8 đây, có tan không? Mọi người thấy có tan không? Xanh biếc. Vâng, bơ bơ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.